Việt Nam, Vatican nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao đoàn khắc Việt đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican. Chiều ngày 11 tháng 4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican Paul Richard Gallagher và quan hệ Việt Nam, Tòa Thánh Vatican, Phó phát ngôn Bộ ngoại giao Đoàn khắc Việt cho biết, quan hệ Việt Nam, Tòa thánh Vatican thời gian qua có rất nhiều bước phát triển tích cực. Thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai bên, kết quả các vòng đàm phán của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam, Tòa thánh Vatican và đặc biệt là việc hai bên đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đại diện thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam từ tháng 7 năm 2023. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 4 năm 2024, Tổng giám mục, Bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh Vatican Paul Richard Gallagher đã có chuyến thăm tới Việt Nam. Tại buổi tiếp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và buổi làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican Paul Richard Gallagher đánh giá cao những thành tựu phát triển về mọi mặt của Việt Nam, cũng như sự phát triển, đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao, phát huy vai trò của đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam góp phần đưa quan hệ hai bên đạt được thêm nhiều bước tiến quan trọng